bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn lắng nghe quyển sách Bí quyết thành công những thương hiệu hàng đầu châu Á. Tác giả Paul Temple. Biên dịch Nguyễn Trung An và Vương Bảo Long. Giọng đọc Quy Đạt lời giới thiệu. Bên cạnh những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, những thương hiệu hàng đầu châu Á để xây dựng và khẳng định tên tuổi của mình bằng một cách riêng như Nikon, Canon, Toyota, Nissan, LG, Samsung, Tiger Beer, One Trees Journal. Đây là quyển sách đầu tiên tiết lộ những bí quyết tạo nên những thương hiệu thành công và nổi tiếng của các công ty, tập đoàn hàng đầu châu Á như Nissan, LG, Samsung, Tiger Beer. Từ trước đến nay, theo một số phân tích, châu Á tục hậu khá xa so với các nước tiên tiến phương Tây trong hoạt động sáng tạo, quản lý, xây dựng và phát triển thương hiệu. Nguyên nhân chính xét trên quan điểm doanh nghiệp là do phần lớn các doanh nghiệp châu Á thường chỉ nhắm vào các khoản đầu tư thu hồi vốn nhanh, có lợi nhuận lớn, ngắn hạn, mà quên đi những mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững. Từ nhận thức sai lệch rằng các lợi ích do thương hiệu mang lại khó định lượng, cũng như việc xây dựng thương hiệu chỉ liên quan đến hoạt động quảng cáo, tiếp thị và thể hiện logo. Nên trong một thời gian dài, rất nhiều hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty châu Á đã không chú trọng đúng mức việc xây dựng cho mình một thương hiệu mạnh. Nhưng thật may mắn là quan điểm cố hữu này đang thay đổi một cách nhanh chóng và rộng khắp từ đầu những năm 1990. Nhiều doanh nghiệp đã đi đúng hướng trên con đường xây dựng cho mình một thương hiệu tầm cỡ khu vực để tiếp tục vươn ra toàn cầu. Không ít các doanh nghiệp sử dụng thương hiệu như một vũ khí chiến lược trong kinh doanh và quan trọng hơn nữa là họ đã xem thương hiệu là một loại tài sản rất có giá trị dù vô hình. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng các thương hiệu phương Tây vẫn đang thống trị thị trường toàn cầu và châu Á trong hầu hết, nếu không nói là tất cả các ngành công nghiệp nhưng đều đáng lạc quan là các thương hiệu châu Á không những đang phản công khá hiệu quả trước sự tấn công ồ ạt của các đối thủ hùng mạnh đến từ phương Tây. Trong dòng thác toàn cầu hóa, mà còn vươn ra biển lớn để đương đầu với những kình ngư dày dặn kinh nghiệm thương trường và đầy những thành tích sần sỏ của thế giới. Những chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ ở các nước châu Á trong thời gian gần đây đã khuấy động và thu hút sự chú ý của nhiều người. Trung Quốc nổi lên như một cường quốc công nghiệp mới đầy tiềm năng cả về sức sản xuất lẫn sức tiêu thụ với một thị trường khổng lồ đầy hấp dẫn 1,3 tỷ dân họ thực sự là một thổi 500 đa cực có sức hút đầu tư mạnh mẽ từ mọi hướng Hàn Quốc được biết đến như một con rồng châu Á với những tập đoàn công nghiệp đang sở hữu những thương hiệu đã được khẳng định và thừa nhận ở khắp các châu lục Singapore Malaysia Thái Lan cũng đang góp phần vào kho thương hiệu châu Á và thế giới những thương hiệu lớn Tôi tin rằng trong 10 đến 15 năm tới, Trung Quốc sẽ dẫn đầu trong cuộc cách mạng xây dựng thương hiệu của châu Á. Ở vị trí của một quốc gia, Trung Quốc đã tự đánh bóng tên tuổi của mình bằng việc xây dựng những trường đua ngoại hạng dành cho các cuộc đua xe thể thức 1, bằng việc đăng cai tổ chức Thế vận hội năm 2008 và World Expo 2010 để phô bài tiềm lực các thành tựu kinh tế và nền văn hóa đặc sắc của mình chính phủ Trung Quốc cũng đang tích cực hỗ trợ các công ty của họ đạt được vị thế quốc tế trong một tương lai rất gần. Các nước châu Á khác cũng đang hối hả theo bước Trung Quốc bằng trợ giúp giáo dục và tài chính cho các doanh nghiệp của mình trong việc xây dựng những thương hiệu mạnh. Hơn thế nữa, nhiều công ty châu Á không còn bị ngán trở trong việc xây dựng thương hiệu bằng những sản phẩm chất lượng kém. Mà giờ đây, họ đã hiên ngang khẳng định chất lượng đẳng cấp thế giới của mình bằng những dòng sản phẩm chất lượng cao. Nissan Samsung, Tyrobia, Lenovo, BenQ, Emirates, Tata, Infosys, Petronas, Siam Cement, vân vân. Nhưng trong khi việc quản trị hiệu quả chi phí sản xuất và đảm bảo duy trì chất lượng ở mức cao là các yếu tố thiết yếu để thành công trong xây dựng thương hiệu, thì tiến trình xây dựng thương hiệu cũng không kém phần quyết định. Trên phương diện đó, nhiều quốc gia châu á vấp phải thành kiến về vấn đề nước xuất xứ chẳng hạn những nhãn mát made in china bấm trên các loại hàng hóa vẫn còn tạo ra cảm giác hàng rẻ tiền chất lượng thấp đối với đa số người tiêu dùng về mặt này các công ty châu á không thuộc nhật bản phải học hỏi nhiều từ các đồng nghiệp của xứ sở mặt trời mọc để cải thiện hình ảnh thương hiệu của mình tôi không đưa vào quyển sách này toyota canon hay nikon vì đây là những tên tuổi lớn của châu á đã thành danh và đang thống trị ngành kinh doanh của mình trên trường quốc tế một lý do khác nữa là đã có quá nhiều sách báo viết về họ cho nên tôi muốn dành sự trân trọng và những tình cảm tốt đẹp của mình cho các thương hiệu nhỏ hơn nhưng đã có những cố gắng vượt bậc để vươn lên sánh vai cùng các bậc đàn anh trong khu vực và trên thế giới trong những năm gần đây về kiến trúc thương hiệu tôi không dành một chương riêng cho một này vì nó là vấn đề chung mà tất cả các nhà xây dựng thương hiệu trong quyển sách này cùng đối mặt và quyết định có thể đúng hoặc sai có suy tính kỹ lưỡng hay không dự liệu trước loại hình kiến trúc thương hiệu phù hợp với công ty tập đoàn của mình vì thế trong từng thương hiệu cụ thể tôi sẽ nêu tên loại hình kiến trúc chủ yếu của họ để các bạn có thể nhận ra phạm vi các lựa chọn loại hình kiến trúc và mức độ nhấn mạnh của thương hiệu đối với hàng hóa hay chính bản thân doanh nghiệp Tôi không chút nghi ngờ rằng châu Á sẽ thống trị nền thương mại thế giới trong một tương lai rất gần. Và một vài thương hiệu trong quyển sách này dường như đang thẳng tiến đến một vị thế dẫn đầu toàn cầu bằng sự sáng tạo và đột phá của mình. Paul Temporal Đòi nét về tác giả Paul Temporal Paul Temporal là chuyên gia hàng đầu thế giới về xây dựng, phát triển và quản trị các thương hiệu châu Á với hơn 25 năm kinh nghiệm tư vấn và huấn luyện, ông nổi tiếng với các phương pháp nghiên cứu có tính thực tế cao và cho kết quả xác thực. Ông từng là nhà tư vấn thương hiệu cho nhiều lãnh đạo cao cấp của các tập đoàn và chính phủ các nước châu Á và thế giới. Ông giảng dạy tại nhiều trường đại học quản trị kinh doanh hàng đầu và là giáo sư thỉnh giảng marketing của Đại học GL Tong, Thượng Hải, Trung Quốc. Ngoài Asia Star Brands, hai trong số nhiều quyển sách bestseller khác mà ông đã viết và xuất bản là advanced brand management from vision to valuation branding in asia the reaction development and management of asian brands for the global market ông hiện là giám đốc điều hành temporal brand consulting địa chỉ liên lạc của ông www temporalbrand com hết lời giới thiệu Bạn đã nghe sách nói tại Voice, Thư viện sách nói First News. Chương 1. Thương hiệu là chiến lược. Chiến lược là tất cả, thương hiệu cũng thế. Chiến lược thương hiệu chính là phương tiện tốt nhất chuyên chở sự thành công của một công ty. Tuy bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào cũng có thể sao chép sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, hệ thống, quy trình và tất cả mọi thứ khác mà công ty bạn đã phát minh và đưa vào sử dụng nhưng có một điều họ không thể làm được. Xây dựng hình ảnh thương hiệu như của bạn. Vì thế, lộ trình duy nhất để đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững, tức khả năng tạo lợi nhuận, là bằng hình ảnh thương hiệu Brand Image. Tuy rất nhiều công ty đã nhận thức được vấn đề này, nhưng rất ít trong số họ có đủ can đảm đặt hết niềm tin vào thương hiệu của mình và dám thuê những tổ chức chuyên nghiệp xây dựng chiến lược thương hiệu cho mình. Ở châu Á, có lẽ Osim International LTD Singapore là thực sự nhận thức rõ ràng và đầy đủ tầm quan trọng của thương hiệu và xem việc xây dựng và phát triển thương hiệu là triết lý kinh doanh của họ. Mặc dù tất cả các trường hợp khác được giới thiệu trong quyển sách này sử dụng thương hiệu làm phương tiện căn bản nhằm đạt được những mục tiêu khác nhau trong chiến lược kinh doanh. Nhưng chỉ Osim chọn phương án tạo lập và sở hữu thương hiệu của mình như một loại tài sản chiến lược đó là điểm rất độc đáo của OSIM, một đại diện tiêu biểu về tương lai của các thương hiệu châu Á, nơi có các nhà sáng lập và điều hành công ty theo quan điểm thương hiệu quyết định thành công, chứ không phải ngược lại, tức thành công trong kinh doanh sẽ tạo ra thương hiệu. Xét trên khía cạnh đó, OSIM thật sự là một cỗ máy tiếp thị thương hiệu hùng mạnh, vì tầm vóc toàn cầu và qua những lời khen mà cộng đồng quốc tế đã dành cho họ. Osim, cổ máy tiếp thị thương hiệu. Osim là một trong những thương hiệu được ngưỡng mộ nhất châu Á. Có lẽ điểm độc đáo nhất của Osim là công ty không hề có một tài sản hữu hình nào cả, ngoài thương hiệu. Thậm chí, Osim đã bán cả tòa nhà tổng hành dinh của mình và thuê lại chính nó để sử dụng. Vì họ thích loại tài sản vô hình, thương hiệu hơn bất cứ loại tài sản hữu hình nào. Theo nhà sáng lập Ron Sim, Osim được truyền cảm hứng từ sự thành công của những thương hiệu toàn cầu như Nike và Starbucks. Theo ông, thật ra, thương hiệu là một tài sản vô hình rất quan trọng, có khả năng tăng trưởng theo thời gian và vượt thời gian. Nếu bạn cho tôi chọn giữ một nhà máy lớn nhất thế giới và thương hiệu Nike, tôi sẽ lấy thương hiệu. Đó mới là điều thực sự quan trọng. Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi nghe câu phát biểu này bởi tôi biết rõ người nói câu nói đó chính là người đàn ông sáng lập ra Osim. Mọi suy nghĩ và hoạt động của Ron Sim luôn hướng về thương hiệu. Kể cả khi ăn uống, nghỉ ngơi, du lịch, đến cả trong những giấc mơ. Ông luôn nêu gương lãnh đạo. Sinh lực của ông dường như không bao giờ cạn. Ông chính là hiện thân của thương hiệu này. Chiến lược thương hiệu Cũng là chiến lược kinh doanh cấp công ty của Sim là dự đoán và thỏa mãn tốt nhất mọi nhu cầu và ước muốn của khách hàng osim áp dụng mô hình kinh doanh và quản trị thương hiệu tương tự như nike tức luôn chú trọng xây dựng thương hiệu còn việc sản xuất sản phẩm thì đặt gia công ở các nhà máy sản xuất khác ý định của osim là tái định vị mình từ nhà sản xuất thiết bị gốc oem original equipment manufacturer thành nhà thiết kế gốc odm Original Design Manufacturer. OSIM thực sự làm chúng ta nhớ đến Nike ở giai đoạn công ty này còn nhỏ bé trong tư duy và triết lý của mình. Nhưng OSIM có thuận lợi là học tập được những sai lầm trong quá khứ của các thương hiệu khác. Chắc chắn, OSIM sẽ vấp phải những sai lầm của riêng mình trên con đường phát triển. Tuy nhiên, cho đến nay, họ vẫn quản trị rủi ro rất tốt nên đã tránh được một số thất bại lớn hoạt động kinh doanh của OSIM. Công ty ra đời tại Singapore năm 1980, với tên ban đầu là OSIM Trading Company, chuyên kinh doanh các loại hàng hóa gia dụng. Năm 1982, công ty bắt đầu bán những sản phẩm cổ suý cho một phong cách sống lành mạnh như máy massage cầm tay và bàn lăn massage chân. Năm 1994, tên gọi OSIM được triển khai. Sau đó vào tháng 4 năm 2000, logo và những đặc trưng thương hiệu của osim bắt đầu được cải tiến osim luôn hướng đến sự đổi mới họ sử dụng những phương pháp bán hàng sáng tạo và không ngừng nâng cao năng lực đó của mình để sản xuất ra những sản phẩm thành công với kiểu dáng tính năng và chất lượng hàng đầu là một nhà phát triển tài sản trí tuệ osim kiểm soát chặt chẽ các thương hiệu bản vẽ thiết kế công nghệ và những khái niệm do mình sáng tạo ra công ty hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị, phân phối và cho thuê thương hiệu trên một chuỗi toàn diện những sản phẩm phục vụ một phong cách sống lành mạnh. Vì Osim tự tin vào thế mạnh của mình trong tiếp thị và quản trị thương hiệu, nên tất cả mọi công đoàn sản xuất của Osim đều được thuê gia công ở những nhà máy hàng đầu tại Nhật Bản, Đài Loan, Tây Ban Nha, Ý, Mỹ, Úc, Hàn Quốc. Trong kinh doanh, Osim đặt trọng tâm vào bốn lĩnh vực sức khỏe, vệ sinh, dinh dưỡng và thể hình. Các lĩnh vực này hợp lại thể hiện một phương pháp tiếp cận toàn diện và thống nhất của thương hiệu OSIM đối với khái niệm lối sống lành mạnh. Trọng tâm sức khỏe Chọn lựa đúng đắn và quảng bá trong một lối sống lành mạnh. Đây là công việc kinh doanh cốt lõi với những sản phẩm như máy quét tay, ghế massage, máy kích thích thần kinh và máy theo dõi huyết áp tự động trọng tâm vệ sinh nhằm tạo ra không khí sạch nước sạch môi trường làm việc và nhà ở sạch sẽ bằng những thiết bị lọc không khí máy tạo ozone và máy lọc nước trọng tâm dinh dưỡng cung cấp nhu cầu năng lượng hàng ngày theo một chế độ dinh dưỡng cân bằng với những sản phẩm thuộc lĩnh vực nâng cao sức khỏe và làm đẹp da cùng những sản phẩm khác có lợi cho sức khỏe trọng tâm thể hình tạo sự thuận tiện trong việc rèn luyện thể hình kết hợp với sự thoải mái ở nhà bằng nhiều loại thiết bị tập luyện tại nhà. OSIM, một cái nhìn toàn diện về xây dựng thương hiệu. Xây dựng thương hiệu luôn là ưu tiên hàng đầu của công ty và các nhà lãnh đạo OSIM. Luôn mong muốn tất cả mọi nhân viên cùng tham gia vào công việc này, để khách hàng có thể nhìn thấy sự nhất quán khi tiếp xúc với công ty. OSIM đạt được điều này bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó có hai yếu tố cốt lõi nhất con người. Công ty áp dụng triết lý không ngừng trao dồi và học hỏi, nhằm giúp kỹ năng cũng như tai nghệ của nhân viên được cập nhật liên tục thông qua các hoạt động đào tạo. Osim hiểu rằng, nhân viên có tai nghệ cao mới chính là tài sản thật sự quan trọng của công ty, bên cạnh thương hiệu. Và họ luôn ủng hộ phương châm. Nhân viên vui vẻ sẽ làm cho khách hàng hài lòng hơn. Thiết lập thương hiệu ngay từ bên trong đây chính là chìa khóa cho sự thành công của Osim. Người sáng lập công ty là người luôn truyền bá tinh thần phát triển thương hiệu. Ông được nhiều người quý mến và kính trọng vì đã đưa ra những giải pháp sáng tạo cho phép nhân viên thực sự làm cho thương hiệu trở nên sống động, trước hết từ nội bộ công ty. Và ông cũng là người phát ngôn hữu hiệu của công ty trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu Osim. Dưới đây là các quan điểm và triết lý kinh doanh của Osim tầm nhìn và các giá trị của một thương hiệu dẫn dắt các hoạt động hàng ngày của thương hiệu đó. Như tất cả những thương hiệu vĩ đại khác, tầm nhìn và các giá trị của Osim không những quyết định sự thành công của chiến lược mà còn tác động trực tiếp đến các hoạt động hàng ngày của công ty. Báo cáo thường niên năm 2003 của Osim viết rằng: "Luôn có sự nhộn nhịp trong toàn công ty, từ các phòng làm việc, phòng hội nghị cho đến các cửa hàng dưới phố." Các quyết định một khi đã thông qua sẽ được triển khai hành động ngay lập tức. Những hoạt động này được dẫn dắt bởi tầm nhìn và bởi những giá trị của thương hiệu Osim. Các giá trị thương hiệu của Osim được miêu tả một cách ngắn gọn bằng sự xác tính của thương hiệu và bằng mối liên hệ của các giá trị này đối với nhân viên và khách hàng. Sáng tạo, đổi mới và tương hỗ. Những sản phẩm mang tính cách mạng của chúng tôi chắc chắn phải mang lại lợi ích, cảm hứng và niềm vui cho khách bằng nhiều cách khác nhau. Do đó, chúng tôi luôn đặt ra tiêu chuẩn cho mọi hoạt động của mình. Chính trực, không thỏa hiệp Chúng tôi luôn tự hào về những điều mà chúng tôi đã làm được, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của những sản phẩm cũng như dịch vụ cho chúng tôi cung cấp. Lành mạnh toàn diện Chúng tôi tin rằng sức khỏe tốt bắt nguồn từ một thái độ sống phù hợp và được hoàn thiện cả về mặt thể chất tinh thần lẫn tình cảm vì thế dẫn đầu uy tín và những bằng chứng thực tế trong công việc hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc truyền đạt thông điệp của mình đến khách hàng thông qua đó họ tin tưởng rằng chúng tôi là công ty tốt nhất trong lĩnh vực hoạt động của mình tư duy tích cực chúng tôi tin vào sức mạnh của lối tư duy tích cực thái độ lạc quan và tinh thần không chùn bước trước khó khăn sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi trở ngại con người dẫn dắt thương hiệu và thương hiệu truyền cảm hứng cho con người thương hiệu luôn truyền cảm hứng và động viên con người ở osim cũng không ngoại lệ osim có câu một thương hiệu mạnh giống như một thỏi nam châm nó hút vào những con người tích cực nó hợp nhất tất cả mọi người tạo cho họ cảm giác là một phần trong tổng thể và cho họ một mục đích để cùng vươn đến. Báo cáo năm 2003 thể hiện tinh thần chiến đấu của Osim như sau. Từ một cửa hiệu độc nhất trở thành một thương hiệu hàng đầu với hơn 500 cửa hàng ở hơn 20 nước. Đây không phải là một kỳ tích mà là một tầm nhìn nhờ vào nỗ lực làm việc của tất cả mọi người tại Osim. Những con người không ngừng thách thức chính mình để nâng thương hiệu Osim lên tầm cao hơn ngay cả những người chịu trách nhiệm quản lý cấp dưới cũng cảm nhận được sức mạnh của thương hiệu này. Ông On Kiamin cho rằng, Chúng tôi tập trung vào việc thu hút và đào tạo những tài năng lớn muốn cống hiến cho những mục tiêu của chúng tôi. Những con người chúng tôi làm việc với nhiệt huyết lớn đến nỗi, họ có thể làm cho các khách hàng luôn muốn có thêm nhiều sản phẩm khác mang nhãn hiệu Osim. Thật vậy, nếu có dịp đến thăm Osim, bạn sẽ cảm nhận được bầu nhiệt huyết này sự nhất quán của thương hiệu những thương hiệu vĩ đại nhất đều được xây dựng dựa trên sự nhất quán trong quá trình phát triển của osim việc đổi mới sản phẩm có khuynh hướng tạo ra cho thương hiệu tính tương thích với nhu cầu ước muốn và phong cách sống luôn thay đổi của khách hàng dù vậy nhưng bản thân thương hiệu vẫn mang lại cảm giác an toàn và thoải mái mà các khách hàng luôn mong mỏi mọi người thường cảm thấy không an tâm khi nghĩ rằng Thương hiệu đó không có gì bảo đảm. Điều đó cũng giống như việc mất niềm tin vào một người nào đó vậy. Osim nhận thức được điều này và đã không ngừng sáng tạo, đổi mới dòng sản phẩm của mình, lên đến tỷ lệ 25% trong mỗi 6 tháng. Đồng thời tuyên bố rằng, thương hiệu Osim luôn mang lại những trải nghiệm nhất quán cho các khách hàng trên toàn thế giới, dù ở Dubai hay Hồng Kông, khách hàng vẫn sẽ có thể thưởng thức những trải nghiệm như nhau do Osim mang lại và khi nhìn lướt qua các cửa hàng của osim kể cả các cửa hiệu nhượng quyền kinh doanh chúng ta có thể nhận thấy osim luôn giữ đúng cam kết của mình hiện nay osim đang có kế hoạch cải tạo kiểu dáng thiết kế chuỗi cửa hàng của mình việc này sẽ củng cố thương hiệu osim như một thương hiệu dễ nhận biết dễ tiếp cận và có nhiều kinh nghiệm trong việc đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng nêu bật thương hiệu trong bất kỳ một bản báo cáo thường niên, một thông cáo báo chí, một bài phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông hay bất cứ một trích dẫn nào từ các nhân viên của Osim, thương hiệu luôn được đặt ở một vị trí trang trọng và nổi bật nhất. Tầm quan trọng của tài trợ và sự kiện. Osim chú trọng đến việc duy trì và phát triển một thái độ sống tích cực và một sức khỏe tốt. Vì thế, họ luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và hoạt động tài trợ phù hợp ngoài việc thường xuyên hỗ trợ quỹ phòng chống ung thư trẻ em, công ty còn tài trợ cho cuộc thi quốc tế ba môn phối hợp năm 2003. OSIM Singapore International Triathlon 2003 Cùng với Trường Đại học Quốc gia Singapore, OSIM đã lập ra quỹ tài trợ chương trình giảng dạy thương hiệu và sáng tạo, nhằm khuyến khích việc nghiên cứu và học hỏi những kỹ năng xây dựng thương hiệu mang tính sáng tạo. OSIM cũng hỗ trợ cho dự án thành phố khỏe ở Hồng Kông và lễ hội đi bộ vì sức khỏe ở Đài Loan. Tài trợ cho một sự kiện văn hóa lớn ở Malaysia với tên gọi Múa cung đình qua các triều đại. OSIM từng mời nhân vật nổi tiếng Andy Lau cộng tác trong thời kỳ dịch sát bùng phát ở Hồng Kông để nâng cao tinh thần bảo vệ sức khỏe của người dân bản xứ. Năm 2002 Osim đã mời nữ diễn viên nổi tiếng thế giới cũng lợi làm gương mặt nhãn hiệu để quảng bá rộng rãi hơn nữa thương hiệu của mình tại Trung Quốc. Cạnh tranh Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, yếu tố cạnh tranh ngày nay trở nên cực kỳ gay gắt. Điều đó khiến Osim luôn phải đi trước một bước. Và đây là điều không dễ dàng. Tuy Osim là công ty đầu tiên sản xuất ra loại ghế massage có nhạc theo từng động tác, nhưng cũng có nhiều công ty hiện đang sao chép và cạnh tranh với OSIM bằng cách tập trung vào những tính năng và đặc điểm khác của sản phẩm. Thế là OSIM lại tiếp tục đổi mới bằng việc tung ra những sản phẩm như IceGrid, được giới thiệu là máy massage đầu tiên trên thế giới, cùng lúc có tác dụng tốt đối với bắp chân, mắt cá chân và bàn chân. Như thường thấy đối với một ngành hàng đang tăng trưởng, đương nhiên sự cạnh tranh chắc chắn sẽ rất gay gắt và có khuynh hướng được dẫn dắt bởi những hoạt động định vị sản phẩm theo tính năng và đặc điểm của nó. Vượt lên trên loại hình cạnh tranh này, Osim còn phải đối mặt với những công ty luôn chờ đợi cho đến khi có sản phẩm mới được giới thiệu ra thị trường, sau đó sao chép và bán sản phẩm với mức giá thấp hơn nhiều. Điều này rất phổ biến ở Trung Quốc và để đối phó với những công ty này, Osim phải thường xuyên thay đổi mẫu mã sản phẩm với tỷ lệ 25% trong mỗi 6 tháng. Nhưng Osim cho rằng Chúng tôi không hề cảm thấy thương hiệu của mình đang bị đe dọa. Chúng tôi luôn xem sự cạnh tranh là cần thiết, vì chúng sẽ giúp chúng tôi trở nên sáng tạo hơn, mạnh mẽ hơn. Một thương hiệu mạnh sẽ tồn tại qua sự cạnh tranh khốc liệt nếu nó được quản lý tốt, nhất là đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm. Osim nhận thấy rằng, cách duy nhất để tồn tại trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay là phải không ngừng đổi mới và duy trì chất lượng và trên hết là phải đầu tư cho thương hiệu và họ đang thực hiện đúng như vậy mở rộng ngành nghề kinh doanh ngành sản xuất dinh dưỡng so với ba ngành kia là sức khỏe vệ sinh và thể hình mang lại một khó khăn cho thương hiệu Osim khi họ thực sự không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và cho đến nay vẫn đạt kết quả không mấy khả quan ngoại trừ một số kết quả đáng khích lệ từ dòng sản phẩm chăm sóc da nourish refine Tuy nhiên, dường như công ty đã giải quyết được vấn đề này qua việc mua lại lượng cổ phần áp đảo của tập đoàn kinh doanh nhượng quyền GNC Global Active. GNC sở hữu một chuỗi các cửa hàng bán lẻ những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cung cấp vitamin. Global Active là nhà nhượng quyền kinh doanh độc quyền đối với thị trường Singapore, Malaysia, Brunei, Guam và Saipan. Động thái này sẽ bổ sung thêm khoảng 90 cửa hàng vào 530 cửa hàng hiện tại của Osim, mang lại cho họ sự hiện diện ở nhiều nơi hơn, cũng như cơ hội bán thêm những sản phẩm khác của mình, trong các thị trường đang phát triển như vụ bão này. Vụ sang nhượng mới nhất của Osim diễn ra với Rootstone Inc., một công ty đang sở hữu chuỗi cửa hiệu bán lẻ tiềm năng, với nhiều loại sản phẩm phục vụ cho phong cách sống đa dạng tại thị trường Mỹ. Michael Anthony Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Ruston nói rằng trung bình có khoảng 1 triệu người ghé vào 289 cửa hiệu bán lẻ của mình mỗi ngày. Một lần nữa, việc bán thêm các sản phẩm khác của Osim vào Ruston là một cơ hội rất lớn cho Osim. Định hướng tương lai. Sau khi tạo ra một ngành kinh doanh và thống trị không gian thương hiệu, Osim tiếp tục thành công và xây dựng một tầm vóc quốc tế ngày càng lớn mạnh với tốc độ chóng mặt công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng hàng năm từ 20 đến 30% để đạt mức 1 tỷ đô la Singapore và gia tăng số lượng cửa hàng hiện có lên con số 1.000 trước năm 2008. Sau khi mua lại Ruston, công ty hiện đã có hơn 800 cửa hàng và trở thành một doanh nghiệp thực sự có tính chất toàn cầu, hoàn toàn định hướng kinh doanh vào việc phát triển thương hiệu. Những thế mạnh của thương hiệu thế mạnh lớn nhất của Osim thương hiệu là tất cả, đó vừa là tài sản quý giá và quan trọng nhất, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của họ. Osim là nhà sản xuất đi đầu trong việc đổi mới sản phẩm. Osim là công ty dẫn đầu các phân khúc thị trường niche đối với các sản phẩm phục vụ phong cách sống lạch mạnh, với lợi thế là người tiên phong trong những thị trường tăng trưởng nhanh. Chú thích. Niche trong kinh tế học là một khoảng thị trường còn bỏ ngỏ, hay nói cách khác là một phần khác thị trường có sẵn hay do doanh nghiệp tự tạo ra để đưa hàng hóa, dịch vụ của mình vào kinh doanh kiếm lợi nhuận. Hết chú thích. Các giá trị của thương hiệu được hiện thực hóa trong cuộc sống bởi các nhân viên của Osim. Người sáng lập và giám đốc điều hành có động lực, sức thu hút và tầm hiểu biết sâu sắc về việc thiết lập thương hiệu. Đội ngũ quản lý giỏi dám thực hiện những đổi mới và quyết tâm thực thi các quyết sách nhằm tập trung vào những điểm mạnh chủ đạo của công ty. Các khoản đầu tư vào nghiên cứu, phát triển, R&D, Research and Development, luôn bảo đảm tính nhất quán từ chất lượng, thiết kế đến việc đổi mới sản phẩm. Luôn có sự tăng trưởng vững chắc nhờ sức mạnh quản trị thương hiệu OSIM trong toàn khu vực. Những điểm yếu của thương hiệu Việc quản trị và theo dõi thương hiệu chặt chẽ chưa được dựa trên các bằng chứng thực tế. Mặc dù đội ngũ quản lý tinh giản đã thể hiện những công việc rất ấn tượng, nhưng vẫn xuất hiện yếu tố cảm tính về quá trình ra quyết định đối với thương hiệu vì thiếu dữ kiện nghiên cứu. Việc mở rộng liên tục thông qua những quyền kinh doanh có thể làm suy yếu sức mạnh của thương hiệu nếu không áp dụng các biện pháp quản trị thương hiệu chặt chẽ hơn. Kiến trúc thương hiệu Thương hiệu được xây dựng ở cấp độ doanh nghiệp. Sản phẩm có thương hiệu chia sẻ tức đi kèm tên doanh nghiệp. Ví dụ, Osim Ice Quick. Hết chương 1. Thương hiệu là chiến lược. Voi FM ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần mạng chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn gần hai mươi người đã sử dụng và hài lòng còn bản thì sao tải ứng dụng voi fm trên app store hoặc google play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay voi fm lắng nghe mọi lúc bên bạn mọi nơi